Bảng giá Suzuki Sachia F150 cuối tháng 6 năm 2024 vẫn rẻ dưới mức đề xuất. Mẫu xe côn tay được phân phối chính hãng hiện vẫn đang được hưởng nhiều chương trình giảm giá từ người bán. Suzuki Sachia F150 là mẫu côn tay phong cách Hyper Underbone cao cấp có được sức hút đặc biệt với nhiều người sử dụng nhờ sức mạnh ấn tượng trong phân khúc xe côn tay phổ thông trên thị trường. Tuy chỉ sử dụng động cơ xi lanh đơn dung tích 150 phân khối, loại DOHC làm mát bằng dung dịch, nhưng Sachia F150 đạt được mức công suất tối đa lên tới 13,6 kW trên 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 13,8 Nm trên 8,5 vòng trên phút. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử được đánh giá là đem tới hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu hơn 28 so với thế hệ trước, với mức 2,56 lít xăng trên 100 km. Các trang bị trên Sachia F150 cũng rất ấn tượng với hệ thống giảm xóc trước ống lồng, phía sau là trụ đơn điều chỉnh đa cấp độ. Xe cũng được trang bị phanh đĩa trước sau kèm theo bộ phanh đúc và bộ lốp không xăm kích thước trước sau 70/90/17 và 80/90/17. Mẫu côn tay này cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, tuy nhiên vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại giá Suzuki Sachia F150 tại các đại lý vẫn đang ở mức dưới mức đề xuất của hãng. Mức giá bán này vẫn được duy trì lâu dài vài tháng trở lại đây. Dưới đây là bảng giá xe máy Suzuki Sachia F150 ở cuối tháng 6 năm 2024. Phiên bản màu Sachia F150/2024, xanh bạc đen, trắng đỏ đen đỏ giá bán đề xuất 48.490.000, có giá bán tại các đại lý 47.300.000. Phiên bản màu Sachia F150/2024, đỏ đen, xanh đen giá bán đề xuất 53.990.000, có giá bán tại các đại lý 48.300.000. Cảm ơn mọi người đã đón xem.